Sự thật hiện nay với nhu cầu làm việc cơ bản, văn phòng, cấu hình vừa phải thì bỏ ra 20 triệu đồng chúng ta cũng chỉ mua được những chiếc máy tầm trung đúng không? Nhưng ngày hôm nay cũng với ngân sách là 20 triệu đồng mình sẽ mang tới cho các bạn một sản phẩm được thừa hưởng những gì là cao cấp và tinh hoa nhất của Dell. Đó chính là chiếc máy Dell XPS 15 9560. Đến thời điểm hiện nay thì cả kể những người không hiểu biết về máy vi tính mấy thì cũng đã từng nghe tới dòng máy XPS rồi đúng không? Chúng ta có thể thấy giữa hàng ngàn mẫu Ultrabook trên thị trường này, đủ loại, đủ phong cách thiết kế khác nhau, XPS 9560 vẫn có một chất riêng và chiếm một chỗ đứng vững chãi trong một khu laptop doanh nhân cao cấp. Nó luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai cần một chiếc laptop cứng cáp, bền bỉ mà vẫn rất được quyến rũ sexy. Đừng quên rằng đây là sản phẩm đi đầu cho phong cách thiết kế viền màn hình mỏng mà các hãng đang hướng tới nhé. Đến bây giờ mình vẫn chưa tin được rằng tại sao chiếc máy Dell XPS 9560 15 inch lại có mức giá vỏn vẹn chỉ là 20 triệu đồng. Chắc là các bạn cũng đang có câu hỏi, đang có một cái băn khoăn là liệu chiếc máy này đã phải hy sinh thứ gì để có thể mang tới cho người dùng một mức giá hời như vậy đúng không? Mình cũng có một cái băn khoăn như vậy. Tuy nhiên sau mấy ngày trải nghiệm thì mình nhận ra rằng nó chả phải hy sinh một cái gì cả. Điểm khác biệt giúp cho chiếc máy này rẻ hơn nó nằm ở cấu hình. Thay vì một cấu hình hiệu năng cao hướng đến người dùng multimedia thì chiếc máy này lại phù hợp hơn với những người làm việc văn phòng hay là coder, những người có nhu cầu giải trí cơ bản. Với cấu hình là Core i3, cả đồ họa tích hợp Intel Graphics 630, 8GB RAM DDR4. Nghe qua cấu hình này thì có vẻ như là hơi hụt hẫng một tí, bởi vì CPU chỉ là Core i3. Tuy nhiên sau khi thực nghiệm máy thì mình có rất nhiều điều bất ngờ muốn chia sẻ với các bạn. Về điểm số thì i3-7100H nó tương đương với CPU i5-7200U và thua kém một chút so với i7-7500U. Tuy nhiên trong quá trình làm việc thực tế, mình render video, render ảnh, hiệu năng giữa i3-7100H và i7-7500U là gần như là không có gì khác biệt. Đó là bởi vì i3-7100H thuộc dòng CPU hiệu năng cao nên điểm mạnh của nó là sự ổn định trong quá trình làm việc dài. Bằng chứng là mình đã thử ép CPU hoạt động 100% công suất trong 5 phút mà hiệu năng của nó luôn giữ ở mức xung nhịp tối đa. Hay là suốt thời gian render cũng vậy, xung nhịp đạt Mach 3.0GHz mà không hề bị throttling như là đa số mẫu Ultrabook khác đang sử dụng chip U. Còn khả năng chơi game thì cả đồ họa onboard HD Graphics 630 vẫn có thể đáp ứng nhu cầu giải trí các game online phổ biến hiện nay. Ví dụ như là FIFA Online 4 này và Liên Minh Huyền Thoại, những game đó thì chơi tốt ở medium. Còn các game nặng hơn như là PUBG hay là Far Cry thì cả onboard mà, chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Có một điều mình chợt nhận ra rằng đó chính là việc trang bị CPU i3-7100H và có onboard thay vì i7-7100HQ và GTX 1050 có khi lại là một lợi thế cho chiếc máy này nếu chúng ta xét trên yếu tố tản nhiệt và thời lượng pin. Hệ thống tản nhiệt 2 quạt nó thừa sức phục vụ tối đa sức mạnh của i3-7100H cùng với GPU tích hợp. Nhưng mình vừa stress test CPU mà nhiệt độ vẫn chỉ dừng lại ở mức là hơn 70 độ một chút. Bề mặt máy thì gần như không bị nóng lên mà tiếng quạt gió thì êm ru luôn. Còn về thời lượng pin, do không phải cân cấu hình khủng, cả đồ họa rời, màn hình 4K kiểu, thế nên viên pin 56Wh vẫn cho chúng ta thời gian sử dụng lên đến là 7-8 tiếng. Đó, sự khác biệt chỉ nằm ở duy nhất là cấu hình hướng đến đối tượng nhu cầu sử dụng khác nhau. Còn lại thì chúng ta vẫn đang thừa hưởng những gì tốt nhất của dòng sản phẩm Dell XPS Touchpad Z cực kỳ mượt mà. Đối với nhiều người thì nó còn hơn cả Touchpad trên MacBook Pro, bàn phím nhanh nhạy, rồi đến màn hình Full HD IPS có khả năng hiển thị rất tốt, hoàn toàn phù hợp cho việc chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp. Về khía cạnh bộ nhớ lưu trữ thì phiên bản này sử dụng 500GB HDD cùng với 32GB SSD làm bộ nhớ đệm. Tốc độ boot win và khởi chạy ứng dụng thì có nhanh hơn khá nhiều so với HDD thông thường. Tuy nhiên mình thấy rằng để cho xứng tầm là một sản phẩm cao cấp thì các bạn cứ mạnh dạn nâng cấp thêm M1 SSD nữa, 128GB hay là 256GB. Lúc đó thì trải nghiệm sử dụng sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Thực hiện điều này thì cũng không có gì là khó khăn cả, nhờ vào khả năng nâng cấp rất là thoải mái của 9560. Máy SSD M2, một ổ 2.5 inch, 2GB RAM nâng cấp tối đa 32GB khi cần thiết cho những người có nhu cầu về lập trình hay là sử dụng ạ hóa. Còn với 8GB có sẵn, có lẽ là vừa phải với đa số mọi người. Tổng kết lại thì với nhu cầu văn phòng cơ bản, thiết kế đồ họa 2D, coder hay là những người giải trí với những tựa game eSports nhẹ nhàng thì mình mạnh dạn cho rằng đây là best choice trong một khúc 20 triệu đồng. Nó sẽ hay hơn rất nhiều khi các bạn bỏ tiền ra mua một chiếc máy cấu hình khủng các giờ này nọ. Như là việc cầm dao mổ trâu đi làm thịt gà vậy đó, nhiều khi sẽ phản tác dụng bởi vì cấu hình thưa mứa không dùng đến mà nó sẽ ảnh hưởng, chúng ta sẽ phải hy sinh về thời lượng pin, rồi trải nghiệm sử dụng máy sẽ nóng hơn. Tất nhiên rằng tiền nào của nấy, bạn bỏ nhiều tiền ra hơn, bỏ ra 35 triệu, 40 triệu thì các bạn sẽ có một chiếc máy Dell XPS 9560 có hiệu năng tốt hơn.
Nhưng khi các bạn biết rõ nhu cầu của mình thì các bạn sẽ chọn được một chiếc máy rất tốt cho bản thân mà cũng chỉ phải chi trả số tiền rẻ hơn rất là nhiều. Đó chính là những điều mà mình muốn nói trong video này. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và tình trạng máy thì các bạn có thể tham khảo dưới link ở phần mô tả của video nhé. Ok, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.